Đây cũng là hành trình đầu tiên của toàn bộ ekip của Auto Việt Nam khi lần đầu tiên chúng tôi đặt chân tới một địa danh rất nổi tiếng ở Việt Nam. Một nơi mà ý chí con người vượt qua cả sự khắc nghiệt của mẹ tự nhiên, đó là trồng hoa màu trên núi đá, đi bộ vài chục cây số để lấy nước sinh hoạt và trồng trọt. Với những ai đã quen với cuộc sống sung túc, vội vã ở nơi phồn hoa, thành thị, nếu lần đầu tiên đặt chân tới nơi đây, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình bỗng nhiên chậm lại và bình yên đến lạ. Và bỗng nhiên bạn sẽ cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi được sinh ra ở nơi có điều kiện vật chất đầy đủ. Có lẽ để nói lên vẻ đẹp của núi rừng hoang sơ trong quần thể công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn tại Hà Giang, giống như bao nhiêu nhà văn, nhà thơ hay nhà báo khác, tất cả chúng ta đều không thể miêu tả hết bằng ngôn từ, bằng cảm nhận thị giác qua lăng kính máy ảnh, không thể nói lên được hết những vẻ đẹp hùng vĩ của đất trời nơi này. Ngày đầu tiên trong chuyến hành trình gần 1.000 cây số từ Hà Nội đến cao nguyên đá Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang, chúng tôi xuất phát từ 4 giờ sáng. Anh em trong ekip ai cũng ao hức từ đêm hôm qua, chờ cho tới tận rạng sáng ngày hôm sau để cùng nhau thực hiện chuyến đi đầu tiên của Auto Việt Nam trong chủ đề khám phá Hà Giang cùng với VinFast Value. Cao nguyên đá Đồng Văn nằm trải rộng trên 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Độc Văn và Mèo Vạc, được công nhận là công viên địa chất toàn cầu vào năm 2010. Đây là một trong những vùng núi đá vôi đặc biệt, chứa đựng nhiều dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển của vỏ đất. Những hiện tượng tự nhiên, cảnh quan đặc sắc về thẩm mỹ và có truyền thống văn hóa lâu đời của cộng đồng cư dân bản địa như các dân tộc Mông, Lô Lô, Pu Péo và Dao. Đi qua huyện Quản Bạ, hiệu đã thay đổi rõ rệt. Dường như cái nóng của thành phố Hà Giang đã không còn xuất hiện ở nơi đây nữa. Cung đường chúng tôi đi qua đã cách thành phố khoảng 50 cây số so với mực nước biển khoảng 1.200 m. Bởi lẽ vậy nên chúng tôi cảm nhận được không khí rất mát mẻ, nhưng có vẻ như không quen nên ai đấy cũng bị ù tai. Địa điểm này nổi tiếng với núi đôi Quản Bạ hay còn gọi là núi Cô Tiên, nằm ở phía cuối con đường quốc lộ 4C trên đoạn rẽ vào thị trấn Tam Sơn. Nằm giữa thung lũng hoa ruộng, núi đôi giống như cặp nhũ hoa quyến rũ và cân đối, cứ được thay đổi màu áo quanh năm theo mùa của cây cối nơi này. Núi đôi Quản Bạ có vẻ đẹp tự nhiên của tạo hóa ban tặng, chúng gắn liền với câu chuyện truyền thuyết Cô Tiên, gắn liền với nhiều câu chuyện truyền thuyết được đồng bào các dân tộc nơi đây lưu truyền từ đời này sang đời khác. Ngoài núi Cô Tiên, chúng tôi còn đi qua cổng trời Quản Bạ, nằm ở độ cao 1.500 m so với mực nước biển. Đây là địa điểm lý tưởng cho những ai muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của toàn Quản Bạ từ trên cao. Đứng giữa cổng trời, chúng ta có thể phóng tầm mắt bao quát cả thung lũng rộng lớn phía dưới với các cánh đồng Quản Bạ, Quyết Tiến, Thái An, Đông Hà, Cán Tỉ hay Bát Đại Sơn. Những cánh đồng trải dài tựa tấm thảm mượt như nhung với những ô vàng lúa xanh non. Đi qua Quản Bạ tới Yên Minh để đến với Đồng Văn, chúng tôi đặt chân tới một địa điểm ven đường, đó là bãi đá Mặt Trăng. Không gian của bãi đá với mọc sắc hình khối độc lạ với những địa hình núi đá vôi tạo nên những nét đặc biệt của những bãi đá mà người ta gọi bãi đá Mặt Trăng trên cao nguyên đá Hà Giang. Hàng trăm nghìn phiến đá lởm chởm, sắc nhọn nằm chen chúc nhau tạo nên các hoang mạc đá, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, khốc liệt khiến nhiều người ngỡ như mình đã lạc lên trên mặt trăng. Đặc biệt, dạng địa hình này chỉ xuất hiện từ độ cao 1.300 m trở lên, xuất hiện nhiều nhất là trong khoảng 1.500 tới 1.700 m so với mực nước biển. Do tuân theo quy luật phân hóa đai cao của khí hậu, cảnh quan có 102 này có thể quan sát rõ ràng nhất trên cung đường ô tô từ ngã ba Sáng Ngài tới xã Sảng Tùng. Trong hành trình từ Yên Minh đến thị trấn Đồng Văn, đây cũng là một trong những địa điểm anh em chúng tôi dừng chân lại để chụp một vài kiểu ảnh làm kỷ niệm. Vì phải di chuyển một quãng đường rất xa từ Hà Nội lên thị trấn Đồng Văn, dự kiến khoảng 12 tiếng đồng hồ, bởi lẽ vậy khi đi qua địa phận huyện Yên Minh thì bầu trời gần như đã xế chiều, mặt trời cũng đã dần khuất sau những dặng núi. Chúng tôi quyết định đặt chân tới thị trấn Đồng Văn để nghỉ ngơi, sáng hôm sau sẽ tiếp tục chuyến hành trình đi thăm các địa danh nổi tiếng ở cao nguyên đá Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang như cột cờ Lũng Cú, dinh thự Vua Mèo và trải nghiệm cung đường đèo Mã Pì Lèng. Sáng hôm ngày thứ hai trong chuyến hành trình 1.000 cây số với chiếc xe VinFast Value, bắt gặp thời tiết không được thuận lợi cho lắm. Buổi sáng trời đã mưa nhỏ, sương và mây mù dày đặc ở thị trấn Đồng Văn và bao phủ gần như cung đường chúng tôi đến với địa danh đầu tiên trong ngày thứ hai, đó chính là cột cờ Lũng Cú, nơi cách thị trấn Đồng Văn khoảng tầm 20 cây số. Đường sang cột cờ Lũng Cú có những đoạn rất xấu, có những đoạn bị sạt lở do mưa dông trong những ngày qua. Tuy nhiên, trong một vài năm trở lại gần đây, nơi này đã được nhà nước đầu tư, mở rộng và sửa sang rất nhiều.
giúp cho chúng tôi di chuyển tới Lũng Cú không còn mất nhiều thời gian và khó khăn như 2 năm trước đây tôi đã từng đặt chân tới nơi này. Đến gần trưa, thời tiết đã sáng hơn và bớt mây mù hơn, mưa cũng đã tạnh hẳn ở khu vực Lũng Cú, giúp cho anh em chúng tôi thuận tiện hơn cho việc tham quan địa danh nổi tiếng này. Có đến nơi này, các bạn mới thấy cột mốc biên giới của Việt Nam được uy nghiêm xây dựng trên một đỉnh núi và lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, vô cùng trang nghiêm, sừng sững mốc biên giới bên này. Bên kia biên giới là nước bạn Trung Quốc, chỉ cách chúng tôi một tầm mắt, được bộ đội biên phòng canh giữ tuần tra thường xuyên. Bởi lẽ vậy nên khi điều khiển thiết bị bay Flycam, chúng tôi phải xin phép các anh bộ đội biên phòng Việt Nam để thông báo cho nước bạn. Đứng trên cột cờ Lũng Cú, chúng tôi thấy bản làng, trường học, bệnh viện và trạm đồn trú của bộ đội biên phòng Việt Nam đều nằm dưới ngọn cờ của Tổ quốc. Nơi này thật sự bình yên khi đất nước đi vào hòa bình, nhưng nằm dưới sự bình yên đó là sự hy sinh mất mát của các anh bộ đội và nhân dân của toàn bộ mảnh đất này trong những năm tháng chiến tranh biên giới. Nhưng đến khi thời bình thì lại phải âm thầm hy sinh, vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ biên cương, gìn giữ cuộc sống bình yên cho đất nước. Lũng Cú, chúng tôi tiếp tục hành trình tới địa danh khác cũng rất nổi tiếng ở vùng đất nơi này, đó là dinh thự Vua Mèo. Cách Lũng Cú khoảng 20 cây số đi về phía thị trấn Đồng Văn, chúng tôi ghé thăm dinh thự họ Vương hay còn gọi là dinh thự Vua Mèo. Đoạn đường gần 1 cây số từ ngã ba xuống địa danh này được mở rộng rất nhiều, giúp cho các xe ô tô to có thể dễ dàng đi xuống mà không gặp nhiều khó khăn như cách đây vài năm. Toàn bộ dinh thự được xây dựng với diện tích gần 3.000 m² và mất đến 9 năm để xây dựng và hoàn tất. Tổng kinh phí xây dựng lên tới 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương, khoảng 150 tỷ Việt Nam đồng hiện nay. Dinh thự Vua Mèo được xem như là tài sản của họ Vương. Tuy nhiên, đến năm 1993, dinh thự được trao lại cho chính quyền quản lý và nơi đây được công nhận là di tích quốc gia. Dinh thự Vua Mèo là dinh thự của nhà họ Vương và Vương Đức Chính chính là người đứng đầu hay còn gọi là lãnh chúa của đồng bào dân tộc vùng cao ở Hà Giang. Vương triều của ông đã khá vững mạnh, có những lúc đã thâu tóm toàn bộ vùng cực Bắc, Đông và Tây Bắc. Không mang sự lãng mạn, bay bổng như cái đẹp của hoa tam giác mạch hay ruộng lúa vùng cao, không đẹp quay góc, hùng vĩ như cao nguyên đá Đồng Văn, dinh thự Vua Mèo mang trong mình cái nét cổ kính, cái lộng lẫy mà có cả nét xưa, nét cũ. Nó mang đến sức hút đặc biệt khó tả và đây chính là mảnh ghép tạo nên diện mạo hoàn hảo cho cảnh sắc Hà Giang. Ở bên ngoài dinh thự, phong vị cổ kính, xưa và cũ bao gồm cả không gian, mùi gỗ xưa thoang thoảng mãi ở cánh mũi khiến tâm hồn tự nhiên bình yên đến kỳ lạ. Mọi cử chỉ hay điệu bộ bỗng dưng cũng theo đó mà nhẹ nhàng và chậm lại. Những cây sa mộc cổ thụ hàng trăm năm tuổi chính là thứ đặc trưng bên ngoài dinh thự họ Vương. Chúng cao ngút, thẳng tắp, đứng xếp hàng ngay ngắn, thẳng hàng, càng khiến chúng tôi dễ dàng bị chìm đắm trong lối kiến trúc khác lạ của thiết kế con người xa xưa. Chiếc cổng đá trước dinh thự to lớn, bề thế và uy nghiêm, nó giống như là một trong những biểu tượng của sự oai phong, quyền lực cho Vua Mèo thời xa xưa. Những đường nét đá chạm trổ, tinh tế với những đường nét rắn giỏi càng làm tôn lên cái vẻ bề thế của di tích. Kiến trúc xây dựng này là sự kết hợp của ba nền văn hóa bao gồm văn hóa Pháp, Trung Quốc và Hơ Mông. Văn hóa Trung Quốc được phản ánh qua những đường nét thiết kế tinh tế mà công phu. Hình ảnh phản ánh rõ nét nhất văn hóa thiết kế của Trung Quốc đó chính là những họa tiết chạm trổ công phu, nhất là những cột nhà, cầu thang, mái nhà, thanh xà. Những họa tiết này đều có tính cầu kỳ, tinh xảo, công phu và khiến cho du khách không thể rời mắt. Chính vì thế mà dinh thự Vua Mèo suốt năm này qua năm khác lại có hàng ngàn người đến xem và thăm thú. Dinh thự Vua Mèo được bài trí gồm có 3 cung, bao gồm cung tiền, cung trung và cung hậu. 3 cung tổng cộng có 64 phòng dành cho 100 người, bao gồm người nhà vua, nô tỳ, binh lính thân cận. Lối văn hóa người Hơ Mông được tái hiện qua nội thất bên trong dinh thự. Mỗi vật dụng đều rất đỗi bình dị như chum, vại, bàn, ghế đều bao phong vị đậm chất người vùng cao. Khám phá dinh thự họ Vương, Vua Mèo không chỉ đơn thuần là sự thăm thú cái mới, lạ mà nó còn là sự tìm hiểu, sự tiếp xúc và chứng kiến chân thực của những cái đẹp mà người dân nơi này tạo ra, gìn giữ hàng trăm năm qua. Tạm biệt dinh thự Vua Mèo, chúng tôi tiếp tục lên xe để đến với Mã Pì Lèng, một trong những tứ đại đèo của miền Bắc. Từ dinh thự Vua Mèo đến Mã Pì Lèng khoảng tầm 30 cây số đi qua thị trấn Đồng Văn. Đi tới cung đèo này các bạn sẽ thấy nghẹn ngào khó tả vì vẻ đẹp của núi rừng nơi đây. Những khúc cua tay áo, những con đường ven sườn núi, một bên là vực thẳm, một bên là núi cao. Đỉnh núi Mã Pì Lèng có độ cao 1.200 m thuộc cao nguyên đá Đồng Văn,
Cung đường dẫn đến đỉnh núi thuộc con đường mang tên Con đường Hạnh Phúc, nối liền thành phố Hà Giang, đi qua thị trấn Đồng Văn tới thị trấn Mèo Vạc. Đây được coi là một trong những cung đèo lịch sử bởi vì để xây dựng cung đường đèo Mã Pì Lèng nối liền với Hà Giang, kết nối với các tỉnh vùng sâu, vùng xa, những người xây dựng đã phải rất vất vả trong 6 năm bằng chính những công cụ thô sơ và không có bất cứ sự hỗ trợ của máy móc, thiết bị hiện đại nào. Thậm chí họ còn phải luôn luôn đối mặt với sự nguy hiểm và cái chết, nhưng bằng lòng quyết tâm của nhân dân nơi đây đã xây dựng thành công, có thể gọi đây là một trong những kim tự tháp của người Mèo. Từ trên đỉnh Mã Pì Lèng, khung cảnh núi non hùng vĩ với một bên là vách núi dựng đứng, với một bên là sông sâu nho quế nước xanh màu ngọc bích. Phía bắc và đông bắc đèo trải dài dài, trong tầm mắt hàng ngàn quả núi đá chọc màu xám trùng trùng điệp điệp, khiến chúng tôi phải níu chân lại rất lâu tận hưởng vẻ đẹp hùng vĩ nơi này. Tận hưởng những ly cà phê trên đỉnh Mã Pì Lèng, ngắm núi và sông hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình. Có lẽ đây là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của anh em chúng tôi trong chuyến đi lần này. Xế chiều ngày thứ hai trong chuyến hành trình 1.000 cây số với chiếc xe VinFast Vantage, toàn bộ anh em ekip chúng tôi đã thấm mệt, tuy nhiên không muốn rời xa khung cảnh hùng vĩ nơi này, nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc cũng phải chia tay. Chúng tôi rời quán cà phê Paranoma trên đỉnh Mã Pì Lèng để về khách sạn ở thị trấn Đồng Văn nghỉ ngơi. Được tham quan khám phá nhiều địa danh nổi tiếng như cột cờ Lũng Cú, dinh thự Vua Mèo hay trải nghiệm cung đường đèo Mã Pì Lèng, có lẽ với anh em chúng tôi đây là một trong những chuyến đi mang nhiều ý nghĩa nhất từ trước đến nay, và nó sẽ là một trong những hành trình đầy kỷ niệm với Auto Việt Nam cho đến tận mai sau này.